Rồi lúc đó coi như là người ta mới thắc mắc ở trong cái chỗ mà lúa bay về núi, lúa bay mà không biết bay về đâu. Thì Đức Thầy mới nói cho mấy cái bà đó biết đó, ở đây tất nhiên là cái tình trạng đó là lúa bay về núi đó, là dành ngày ngày sau. Tất nhiên là quý vị được biết sau này nó là trở về sau, là con người của chúng ta trở về núi đó là sẵn có kho dừa, sẵn có lúa đó để mà chúng ta hưởng. Nhưng mà ở đây thầy nói vậy trong lúc đó là cái quyền di của trời đất là như vậy nghe. Nhưng mà sau này đó, thưa cô bác anh chị em chứ đồng đạo á, là không phải sử dụng cái lúa đó đâu. Thật sự mà nói, tại vì ông Ba Thới ông có nói cái câu nói tất nhiên là hột lúa trời đỏ ruột điểm son, trái dừa tùy sức của tiên cho mình. Nam mô Di Đà. Con xin hỏi cô Tư một câu là lúa bay về núi để dành ngày sau là để dành cho ai hay là sao, giả lát cho đồng đạo chung biết. Nam mô Di Đà. Dạ. Là giờ có câu hỏi. Kính thưa chư quý vị, thì đồng đạo chỉ hỏi một câu một thôi, mà lúa bay về núi dành dài ngày sau, thì đồng đạo chỉ hỏi một câu vậy đó. Bây giờ là dành nó dành cho ai? Có phải anh em chung đạo phải vậy không? Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ câu giảng mà được đồng đạo nêu lên đó thì chúng tôi được biết là được trích từ trong cái quyển nhất á, tất nhiên là cái quyển khuyên người đời tu niệm. Mà cái quyển khuyên người đời tu niệm đó thì nó có tất cả là 912 câu, mà hồi nãy đồng đạo á, thêm được 2 câu nữa. Mà ở trong cái cuốn giáo lý mới bây giờ là trong đó nó được thêm 2 câu nữa, chẳng ham danh vọng bạc tiền quyết lòng dắt chúng về miền Bồng Lai đó, tất nhiên thêm 2 câu nữa là 914 câu. Thưa chư quý vị, nhưng mà thật sự ra trong quyển nhất á, thì nó có 912 câu thôi. Bây giờ đồng đạo chỉ trích ra trong đó hai một câu ha, cô bác anh em dùng đạo để bàn, là lúa bay về núi dành gài ngày sau. Thưa cô bác anh em dùng đạo, lúc Đức Thầy đi dạo Lục Châu là Đức Thầy coi như là đi khắp các nơi để mà cứu khổ cho chúng sanh á. Đức Thầy nói là khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền, đi nhiều càng thảm càng phiền, lên dôi xuống vịnh nào yên thân già, ta chèo miệng lại hát ca ca cho ba tánh biết đời ngọn ly. Nên Đức Thầy mới đi dạo khắp các nơi chân là trong 6 tỉnh miền Tây, 3 tỉnh miền Đông, 3 tỉnh miền Tây để mà kêu gọi khắp cả các chúng sanh để tu. Nhưng bây giờ có một lần nọ là Đức Thầy mới đến coi như là ghé am thầy Pháp á, mới nói rằng lỡ chơn, mới trước sau bày tỏ nguồn cơn vì thương Lê Thứ chi sờn lòng đây. Có người lối xóm muốn gây sinh sáu trái bắp liền hoài xuống ghe, ghe điên giống thiệt ghe be mà lại điên nhè nước ngược thẳng sông của bác anh em dòng đạo. Rồi kế đó là Đức Thầy mới tiếp theo coi như là ghé nhà chủ phối á, mới xem lòng đạo ba, mới ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không. Có người đạo lý hơi thông, xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rại. Đi nghe liền mới tỏ bài lúa ba về núi á, là dành ngày ngày sau là tới cái câu này đồng đạo hỏi. Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ trong khi đó coi như là Đức Thầy mới ban đầu, Đức Thầy coi như là ghé nhà, ghé coi như là mà cái ghé am thầy Pháp, thấy không? Rồi trong khi đó là Đức Thầy buông ra rồi, Đức Thầy coi như là ghé, coi như là ghé, coi như là chủ ghé già gia đình của ông chủ phối, thấy không? Gia đình của ông chủ phối mới xem lòng đạo ba, là cái ông đạo này coi như là ông cất lên một cái am ông tu. Nhưng mà trong khi đó đó Đức Thầy mới ghé lại trong chỗ đó mới bàn qua coi như là đạo đức. Thì bây giờ trước tiên đó là Đức Thầy coi như là mới ghé coi như là cái điểm coi như là cái chỗ mà ghé am thầy Pháp đó, thì xem lòng đạo ba mới ngồi chơi đạo lý bàn qua, ông cất một cái am ông tu. Mà cái am của ổng coi như là ổng thuộc về cái dạng coi như là ngũ hành, và trong khi đó chữa trị thầy Pháp, làm thầy Pháp để chữa trị bệnh tà hồi xưa đó cô bác anh em chị đồng đạo. Nhưng mà trong cái lúc mà ban đang bàn mà nói chuyện như vậy đó thì nghe kể lại đó nha, thì bây giờ có cái ông Năm Hẳn á, ổng ở gần đó mà ổng uống rượu say xỉn rồi, ổng mới lại mới kiếm chuyện Đức Thầy, mới kiếm chuyện Đức Thầy. Và trong khi đó là ổng nói chuyện coi như là sai khước ở trên trời, trong khi đó Đức Thầy mới thấy vậy mới bước ra đi. Mà khi Đức Thầy mới bước ra đi vậy đó thì trong khi đó là trên cái tuyến đường đi xuống thẳng như vậy để hen, là có hai bên đó là lề đường đó là trồng bắp á, là coi như là sửa sản, coi như là chuẩn bị coi như là đến hái trái ăn. Rồi lúc đó Đức Thầy mới đi thẳng xuống ghe đồ đó, trong khi đó đó là coi như là đồng đạo lúc đó đó mới bẻ cho Đức Thầy mà 6 trái bắp mới tặng cho Đức Thầy. Đức Thầy mới xuôi nước thẳng xong mới ghé nhà chủ phối mới xem lòng đạo ba.
Trong lúc đó Đức Thầy mới ghé gia đình của ông Đạo Ba. Xong rồi đó thì quý vị được biết đó, thì bây giờ trong khi đó cái cuộc đàm thoại nói chuyện rất là lý thú và tốt đẹp. Và trong khi đó coi như là có mấy bà mới nghe tin Đức Thầy là ông Phật lâm phàm ra đời để cứu độ cho chúng sanh. Cho nên mấy bà ở sớm đó mới nghe vậy, bắt đầu mới lợi, mới lợi đặng mà nghe Đức Thầy nó mà giảng đạo. Thì Đức Thầy mới nói cho coi như là trong lúc đó đó là ghé nhà chủ khối xem lòng Đạo Ba mới ngồi chơi đạo lý bàn qua. Rồi Đức Thầy mới kêu hỏi mấy bà đó, mấy bà có biết lúa mà bay không? Có nghĩa là Đức Thầy mới hỏi coi như là cái lúa bay đó là sao. Nhưng mà họ lúa bay tôi nghe hồi xưa ông bà có kể lại đó cô bác anh em trong đạo, là có một đêm hôm đó nghe là tự nhiên lúa của các giữa coi như là gom đầy đủ trơn trọi, mà chuẩn bị coi như là để mà coi như là kéo cộ để mà đem về. Nhưng mà không biết trong đêm đó như thế nào mà lúa tự nhiên nó bốc nó bay, dừa nào cũng bay mà lắm nào cũng bay, bay mất hết trơn trọi. Đó là có nghĩa là ông bà có kể lại vậy, không biết trong khi đó như thế nào. Rồi lúc đó coi như là người ta mới thắc mắc ở trong cái chỗ mà lúa bay về núi, lúa bay mà không biết bay về đâu. Thì Đức Thầy mới nói cho mấy cái bà đó biết đó, ở đây tất nhiên là cái tình trạng đó là lúa bay về núi đó là dành gài ngày sau. Tất nhiên là quý vị được biết sau này nó là trở về sau, là con người của chúng ta trở về núi đó là sẵn có kho dừa, sẵn có lúa đó để mà chúng ta hưởng. Nhưng mà ở đây thầy nói vậy trong lúc đó là cái quyền di của trời đất đó là như vậy nghe. Nhưng mà sau này đó, thưa cô bác anh chị em chị đồng đạo á, là không phải sử dụng cái lúa đó đâu. Thật sự mà nói, tại vì ông Ba Thới ông có nói cái câu nói tất nhiên là hột lúa trời đỏ ruột điểm son, trái dừa tùy sức của tiên cho mình. Vì là hột lúa đó là nó bự nó to quý vị. Mình có đi mà cái chùa mà ở trên á, là ở trên núi Tượng không? Có đi không? Cái hột lúa nó bự bằng cái như là vỏ dừa như vậy nè, ở trên cái chùa là mà Phi Lai á, là ở chánh á, nghe không? Cái hột lúa coi như là nó lớn. Ở bên đây chứ, cái chùa gì? Ở bên này là Tam Bảo. Cái chùa Tam Bảo có hột lúa, mà hột lúa nó bự giống như coi như là nó lớn hơn cái ca này nó. Cô bác anh em trong đạo, cho nên ông Ba Thới ông mới nói cái câu đó. Ông nói hột lúa trời đỏ ruột điểm khuyên, mà trái dừa tùy sức mà của tiên cho mình, là sau này là hột lúa nó lớn lớn vậy là bằng một cái dừa vậy, chứ đâu phải là nhỏ như hột lúa bây giờ. Nghe kể như vậy đó cô bác anh em trong đạo, là trong lúc đó coi như là lắm nào cũng bay mà dừa nào cũng bay. Rồi trong khi đó là nghe nói coi như là lúa nó bay vậy không kịp, có cái bà này bà lấy cái chổi đó, bà mới lấy coi như là bà quét, bà đập bà đùa vô, cho nên lấy mấy hột lúa bây giờ nó không còn chịu được nữa, cho nên sau khi đó nó là nó mới bay về núi hết. Cô bác anh em trong đạo, thôi bây giờ gì đi nghe. Tất nhiên là ở đây là cái sự màu nhiệm và cái phép thiêng liêng, mình cũng không biết đâu mà bàn cho nó cùng được. Đây là cái sự màu nhiệm thiêng liêng mà Đức Thầy cho biết vậy thôi. Tất nhiên lúa bay về núi dành gài ngày sau, có nghĩa là chúng ta có nhiều khi chúng ta sợ lắm, ai cũng sợ đói, nghe nói tối trời tối đất hoặc giả là cái chuyện gì bắt đầu chúng ta coi như là dự trữ gạo, dự trữ lúa, dự trữ cơm khô để mà chuẩn bị cho coi như là cái đói của mình. Nhưng Đức Thầy cho chúng ta biết đừng có dự trữ, mà bây giờ chúng ta nên dự trữ công đức. Mà Đức Thầy đâu có kêu chỗ nào mà tích lúa đâu, không có kêu chỗ nào mà tích chứa coi như là cơm khô gì trơn trời, mà kêu mình tích cái gì? Tích đức cô bác anh em trong đạo, đúng rồi. Nên Đức Thầy mới nói coi như là bá tánh xa xưa mùi phú quý sau này sẽ dướng cảnh đồ lao muốn lắm sớm nghe tao bố thí chị cha giữ giới mà Phật đạo trao vào tâm tánh lại giác thiền chuyên chỗ lúc căn qua, rồi can qua dân chúng chớ buồn lo tích đức nè. Thấy không, kêu mình tích đức chứ đâu phải kêu mình có tích lúa đâu. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tích đức là có đức, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Mà nếu như chúng ta có tích đức thì sao? Thì đến chừng sau này mà đến cái chỗ coi như là núi giang ra rồi, nổ ra rồi, coi như là đá nó chài vào 4 ông thẻ, mà chúng ta được vô trong 4 ông thẻ rồi, thì bây giờ ở nơi đây là trời Phật lo cho mình. Mình khỏi cần lo gì chân trời, tại vì Đức Thầy có nói là 7 niên hòa địa nhân hiện thủ, núi ngự hoàng sang tử đỉnh chi. Vậy là 7 năm chúng ta ở trong đất hòa, hòa địa là đất hòa, nhân hiền thủ là người hiền được giữ ở trong đó. Mà người hiền được giữ ở trong đó đâu thì sao? Thì bây giờ chúng ta khỏi cần phải lo lúa, cần khỏi cần phải lo lương thực gì chân, trời Phật lo cho mình. Cô bác anh em trong đạo khuyên đừng lo đói lo no, thấy không, bền lòng niệm Phật, Phật lo cho mình. Cô bác anh em trong đạo chứ mình thấy giờ chiếc nào lo. Vậy thì qua câu này lúa bay về núi dành gần ngày sau là muốn nói qua nhân cách quá, để cho con người chúng ta sợ sau này về núi không có lúa ăn, không có gạo ăn, lo
Rồi Đức Thầy mới nói cho mấy bà đó biết, đừng có lo cái chuyện đó, mình cứ việc tu đi, ông Phật ông lo cho mình, chứ mình đừng có lo cái chuyện đó của anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ qua câu này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin dứt lời và xin trả lại cho vấn chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bằng thêm thì bạn không có, xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thì để tiếp tục chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Con hỏi chú Tư, con người mình tu giàu tu dễ hay là nghèo tu dễ? Con hỏi cái ý vậy thôi à? Con hỏi cái ý vậy thôi. Dạ kính thưa chư quý vị, đồng đạo mới nêu lên hỏi qua cái ý giàu tu dễ hay nghèo tu dễ. Theo như quý vị mình nghĩ gì sao? Cô bác anh em trong đạo, bây giờ nói qua cái chữ tu, nhưng mà bây giờ trong cái tu đồng đạo không có phân tách ra. Chứ thật sự ra nếu mà cái người giàu tu phước á, dễ. Cái người nghèo tu huệ dễ. Còn nếu như cái người giàu tu huệ khó mà cái người nghèo tu phước khó. Hai cái nó trong khi đó mình phải phân tách ra cái. Vậy thì bây giờ cái người giàu đó là có tiền, nhưng mà bây giờ nói bây giờ thôi, bữa nay cái tại đạo tràng ở Đông Thái nè, thấy không, đi niệm Phật là cô chính rồi, thời ơi bây giờ cứ như là hủi hàng kia tùm lum chứ, bà dai buôn bán sáng giờ nó bán không kịp nữa, có đâu mà đi được. Vậy đó mà ngủ ông Tám đi, ông Tám ơi nói ừ đi đi chứ, trời ơi bữa nay tôi không có làm gì chân đổi á, thấy không, nghèo tu dễ, tu huệ dễ, đi niệm Phật nó dễ. Còn giàu quý vị mình thử rủ đi gì coi đi nổi không ơi chị Bảy, đâu có đi được phải không. Cho nên bây giờ ví dụ như là giàu bây giờ rủ gì được nè, bây giờ coi như là có đậu từ thiện, có chỗ cất nhà, thấy không, có chỗ coi như là thả cáo bóng xanh. Bây giờ coi như là cái điều kiện người ta là xây dựng cất nhà tình thương gì đó, không có tiền nhờ ông giúp 1 triệu, 2 triệu được, đang ở tu có tiền, cái này dễ, đúng không, dễ. Cái người giàu tu phước dễ mà tu huệ khó. Tất nhiên là kêu đi niệm Phật không đi niệm Phật được, mà tu phước an là đưa ra 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 7 triệu, có khi người ta đưa cả tỷ luôn, ta vẫn đưa được bình thường. Nhưng mà giờ kêu đi niệm Phật đi không nổi vậy hả, không, mà kêu coi như là đi coi như là giống như mình hàng ngày đi đám làm từng, đi đám dỗ, đi niệm Phật vậy đó, hay là không có thời gian để đi, thật sự là vậy đó nghe đồng đạo ngọ. Tất nhiên là hai cái này đều coi như là nó có chỗ so sánh như vậy, mà cái chỗ nào mà khó mà mình tu được đó nghe, là cái đó quý nghe đồng đạo ngọ. Ví dụ ngược trở lại, bây giờ cái người nghèo mà bây giờ làm phước đó nghe, khó mà mình làm được mới quý, nghe mấy chị vậy hai. Nghèo mà làm phước đó là khó. Ví dụ như bây giờ tự nhiên cái trong đám dỗ người ta mới thông báo bây giờ coi như là có cái chị đó chị bệnh đi bệnh viện, bây giờ không có tiền, không có tiền mổ, bây giờ cần phải 20 triệu. Mà giờ nói đồng đạo nhanh, bây giờ trong khi đó khó là cái chỗ này, thời ơi mình không có đồng bạc đó, mà bây giờ trong khi đó người ta xin vậy đó, mà bây giờ mình làm sao có tiền để giúp đây. Vậy mà khó một cái mình làm được đó nghe là khó. Bây giờ anh nào mà có tiền làm ơn cho tôi mượn 500 ngàn đi, cái chỗ này mình không có nè, mà ông nào có làm ơn cho tôi mượn 500 ngàn đi, bạn nào tôi giúp vô trong đây, cái này khó nè. Không có mà mình mượn người ta, mai mốt mình đi mà mướn gì mình trả. Cái này khó nè nghe. Cái này khó mà mình làm được là nó mới hay. Tất nhiên là cái người nghèo mà tu phước được là cái đó quý lắm, cô bác anh em trong đạo. Cho nên nó rất là quý. Còn ngược lại cái người giàu, cái người giàu mà tu huệ được đó hen, là cũng giống như ngã qua em của chị coi như là Hồng đó hen, là cái cơ sở bà dai buôn, cái cơ sở bà dai mà làm ăn đó hen, là theo như tôi biết đó hen, mà ngã qua tôi mục kích tôi thấy đó hen, là coi như là trên 20, 20 mấy nhân viên đang làm ở nhà vậy đó quý vị mình thấy phải không, là hàng ngày coi như là hỏi gì chứ một tháng vậy là trả tiền lương đó cho mấy cái người đó là nhiêu, nó là trên gần 200-300 triệu là trong một tháng, quý vị mình thấy không. Vậy mà ngày qua mà rủ đi rồi bắt đầu là bỏ đi liền, cái này khó này nghe. Cái này không phải là cái chuyện dễ á, mà người ta làm được như vậy mới là khó, phải không mấy chị. Như vậy thì bây giờ nếu như cái người giàu có tiền bạc mà đi được là cái vấn đề coi như làm đạo khó lắm cô bác anh em trong đạo. Cho nên bây giờ trở lại đồng đạo ngọ hỏi gì chứ, bây giờ cái người giàu và cái người nghèo, cái người nào mà tu dễ của bác anh em trường đạo. Cho nên bây giờ là muốn dễ
là cái người nào mà giác ngộ được cái đồng đạo nghèo là dễ hết. Là mình xử trí trong hoàn cảnh, coi như là trong hoàn cảnh nào mình xử trí theo hoàn cảnh đấy. Nghèo mình tu theo nghèo, giàu mình tu theo giàu, nghèo mình không có tiền nhiều là mình bố thí giúp đỡ cho người ta bằng công, phải không? Giàu thì người thì tốn của người công, mà kẻ dùng tài sức mà người dùng tâm tư. Cho nên kẻ thì tốn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Tất nhiên là kẻ coi như là có của người công, mà kẻ công người của mà phước đồng chia đôi. Bây giờ ông có công không? Ông có của, tôi có công, hai người đồng góp nhau, người ta có tiền, người ta bắt đầu tung tiền ra nên như là để mà ta mua vật liệu xây dựng, để mà ta cất cầu. Mình không có, mình đi làm công không được sao? Mình cũng vẫn làm được. Vì vậy cho nên nói chung lại, bây giờ đồng đạo ngọ hỏi lên cái chỗ này rất là lý thú của bác anh em chứ đồng đạo. Thì bây giờ chúng ta hoàn cảnh nào xử trí theo hoàn cảnh ấy. Thì bây giờ chúng ta nếu mà gặp phải cái trường hợp là chúng ta tu đi niệm Phật là cái phước đức nó rất là cao lượng. Còn cái vấn đề mình làm phước thì cái phương tiện của mình là phương tiện thôi nghe. Quý vị mình nên nhớ ý chỗ này nghe. Cái phương tiện mình làm phước, tất nhiên bắt cầu bồ lộ cất nhà hoặc giả là làm tất cả các việc gì đó là chẳng qua là cái nhân viên phương tiện. Nhưng mà cái chủ yếu đó, quan trọng vấn đề mà tu huệ, tất nhiên là mình niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên đồng đạo mới hỏi vậy chứ cái tu nào khó? Tôi nói bây giờ cái tu mà niệm Phật nó khó, còn cái tu phước nó dễ. Ví dụ như quý vị mình kia đi làm cầu ha, mười mấy hai chục người đi được, phải không mấy anh? Đi nhổ bồ bồ mà trần thân mà lặn ở dưới nước á, vậy đó mà kêu đi cả trăm người mà ta đi được, phải không? Rồi đi nhóm mà coi như là đi nhổ ghế chanh ha, là bữa đó đi chừng 200-300 người gì đó đi đào củ nghệ á, mà đi được vậy. Vậy mà tới chừng mà rủ đi niệm Phật ha, kiếm 5-7 người trần thân, phải không? Kêu đi niệm Phật nó khó vậy lắm, mà cái chỗ này mà đông được gì đó ha, là quý vị đâu có ý thức rồi đó chứ thật sự. Chứ còn mà hôm mà đi niệm Phật nó khó lắm, khó chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Cho nên trả lời mau là tu á, là tu coi như là cái người giàu với cái người nghèo, cái người nào tu khó, cái người nào mà ý thức được là cái người đó tu dễ. Rồi bây giờ cái phương pháp mà tu huệ với tu phước là cái người mà tu huệ tất nhiên là đi niệm Phật á khó, còn cái người mà đi làm phước á dễ, thấy không? Dễ lắm. Nhưng mà khi mà đi làm phước nó dễ thiệt. Nhưng mà trong khi đi làm phước đó hen, là một ngày đó mình làm đó hen là có được coi như là ví dụ như là 100 đồng. Nhưng mà coi chừng mình xài hết đó, là hết là 40-50 đồng rồi đó. Biết sao không? Tại vì mình làm phước đi qua đi lại, trong khi đó mình không có niệm Phật được hen, là cái lòng phiền não mình nó hay dấy loạn lên lắm. Rồi anh em mà nói lên, nó hơn nó thua, nó cao nó thấp chút đỉnh rồi bắt đầu cái giận. Giận nó xài bớt mới rồi, thấy không? Cho nên đi làm phước rồi là trong khi đó nó có cái tình trạng vậy đó mấy cô, chứ không phải là không có đâu. Còn mình đi niệm Phật rồi đó thôi, bây giờ nó nặng nó nhẹ, nó hơn nó cua, thua nó cao nó thấp nó gì đó thôi, bây giờ tôi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có quan trọng tới, phải không? Nói chứ có gì. Vậy thì bây giờ trong cái chỗ này nói chung lại là bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta, bất cứ là cái người giàu hay cái người nghèo, không quan trọng là giàu hay nghèo, mà ai biết tu là được. Có phải anh em dùng đạo? Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên, đúng không? Thì ai nhiều phước đức được vào cõi tiên, tất nhiên bây giờ không luận nghèo, không luận giàu. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là Đức Thầy cứu độ cho tất cả các chúng sanh, không luận người giàu, không luận người nghèo. Giàu đến đổi coi như là lúc đó Đức Thầy ở tại sao? Ở gia đình của ông Ký Giỏi, gia đình của Hương Bộ Thạnh, Đức Thầy cũng dẫn độ. Mà cái người nghèo như gia đình coi như là của cái ông coi như là ở bên bến đồ Ô Môi, coi như là nghèo hết sức là nghèo khổ, mà Đức Thầy cũng độ, phải không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết đó là, đó là soi từ đài cát xá liều, phải không? Đài cát ngài cũng soi, mà xá liều ngài cũng soi, cho người chỉ lạc biết điều nghĩa nhân. Vậy thì bây giờ coi như là Đức Phật khi xưa cũng vậy, từ là trong thành phố đến người mà đến coi như là người đổ rác, đến như người mà đổ rác tanh hôi có thiện căn, có được tâm hồi, Phật dẫn đến tận nơi quá độ. Cho nên lòng của Đức Phật từ bi là không có bỏ người nào hết. Vậy thì bây giờ để trở lại, đồng đạo mới hỏi bây giờ coi như là cái người nghèo tu khó hay cái người coi như là nghèo tu là khó, cô bác anh em trong đạo, cái người nghèo tu dễ hay cái người giàu tu dễ? Ở đây không phân biệt cái người giàu
không phân biệt cái người nghèo, mà người nào có thiện chí, có tinh thần, có hướng thiện, có quy y thì bây giờ coi như là Đức Thầy đều được độ hết, và cái nào cũng dễ hết cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ trong khi đó hồi đó coi như là Đức Thầy, Đức Phật khi xưa coi như là độ cho ông Ma Ca Diếp, ông Xá Lợi Phất, ông Phú Lộ Na vào tột bực, cho đến cái người gánh phận mà Ngài cũng vẫn độ, phải không? Vậy thì bây giờ ai có thiện căn, có được tâm hồi Phật dẫn đến tận nơi quá độ liền, cô bác anh em dân đạo, chứ không có luận vấn đề đó. Vậy thì bây giờ đến cuối cùng là cái người giàu, là cái người nghèo, bất cứ là ai tu thì bây giờ cái người đó cũng được Đức Thầy độ hết, mà cái người đó phải thành thật, và cái người đó phải tu thật tâm. Mà Đức Thầy nói là tu thật tâm thì được thảnh thơi, mà tu giả dối thì lao thì lý. Cái người nghèo mà tu giả cũng khổ, mà cái người giàu mà tu trình hành tướng cũng vẫn khổ, cũng vẫn còn luân hồi. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi là chúng ta phải thật tâm tu và thật chí hành, được điều đó thì được giảng sanh Phật quốc. Của bác anh em nhiều đạo đến đây cũng xin hết. Nam mô A Di Đà Phật.